chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 100 đồng token Betaverse Andrada nhé. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 1 tỷ nhé, và có 901 tập khoản holder, có sinh 2210 giờ giao dịch. Còn có tính thương mại truy cập vào website claim.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của đây. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai bước dẫn đường trên lúc thứ 10. Bước 1 thì đã sử dụng quan trắc đây. Các bạn có thể sử dụng bước copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví với tắm mắc hoặc phía trước đây lát của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ thức cần mạng giá vào đây rồi. Ký hiệu MVA sẽ thấp hơn 18 nhé. Sau khi đã thêm địa chỉ thức cần vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net. Tìm tới bước 2, nhấp vào link rút gọn này để nhận thức cần nhé. Các bạn nhấp vào phần này giúp mình Adrop. Thì chỉ chương trình Adrop sẽ kết thúc phần 17 này nữa nha. Các bạn mua được đã nhấp vào phần này. Các bạn khởi lao và bạn nhấp vào phần này nhé. Là 100 đồng token Meta Adrata nhé. Rồi đây có cái đôi ví các bạn nhấp tiếp theo của lúc tối nha. Ví ra là 0.00045 BDB. Nhấp xác nhận với mình nhé. Giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật các dạng những thông tin thưởng cần mới nhất trên nền tảng BTC Trade nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch BTC mới nhất thì đăng ký Metamo, BitKV về tài khoản sàn các sàn khác, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 100 đồng token Meta Adrata token. Bạn có thể ủng hộ kênh và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất này. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.